Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn tham gia cái chương trình Zilopa. Đây là một cái dự án iROC có ký hiệu là ZLT token nha các bạn nhé. Dự án này có tổng cung cho cái sự kiện này là khoảng 10 triệu token KACO thì đã list ở trên sàn rồi, thì chúng ta sẽ tham gia bằng cách là tham gia ở trên glam.io nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký cái tài khoản glam.io thì mọi người đăng ký cho mình một cái tài khoản nhé. Bạn nào mà có rồi thì chúng ta bắt đầu làm thôi. Cái này là round 1 nha mọi người. Ở đây cái thông thông tin cơ bản thì chúng ta sẽ đọc qua ở đây nhé. Winner là 10.000, random winner nhé. 10.000 bạn, nếu mà ví dụ như kiểu có 30.000 người tham gia thì nó sẽ quay 10.000 người, là được mỗi bạn sẽ nhận được khoảng 1.000 ZLT token nhé. Last from là từ ngày 31 August đến ngày 30 tháng 9 nhé. Tức là còn mấy đây nữa nhỉ? 39 đây nữa. 30 tháng 10 chứ. À, 30 tháng 9, tức là hôm nay gần hết rồi. Reward sẽ là 30 tháng 10. Đúng rồi, gần hết rồi đây, còn 39 hour left. 39 giờ nữa thì mình cứ nghĩ tưởng là 39 đây nữa. 39 giờ nữa, tức là ngày 30 tháng 9 là kết thúc và 30 tháng 10 là trả nhé. Đấy, các bạn sẽ phải có 1.200 entries nhé, tổng cái số của các bạn trên này này, tức là các bạn phải làm hết cái nhiệm vụ ở bên dưới nhé. Làm hết nhiệm vụ đó là chắc là giới thiệu một bạn nữa là đủ nhé. Đấy thì các bạn sẽ làm dần dần từng từng nhiệm vụ một. Đầu tiên là chúng ta theo Telegram group hay phát luôn. Bây giờ nó có open web rồi, sướng rồi. Hôm trước cứ phải copy đi copy lại mệt. Hôm nay là cứ ấn vào link thôi. Đấy, submit ở đây là xong. Đúng chưa? Rồi. Quay lại đây tiếp tục một phát nữa này. Ở đây thì nó bảo tên, tên tên. Chúng ta sẽ quay lại đây vào setting nhá, copy lấy tên. Dán vào đây nha mọi người. Ào. Muối đốt. Ok. Bên này thì mình cũng phải join cho nó cài đã thì không lại quên. Tiếp theo là chúng ta sẽ follow and like and share ở trên Facebook nha. Cứ continue đi. Cái này thì là follow Twitter nha. Continue tiếp. À cái này lại cái này mình chưa theo là không không continue được nha. Cái Facebook thì được. Ok chưa? Continue. Đấy, nó mới tích V cho mình này. Làm cho nó hết đi đã nha. Đấy. Bình luận luôn. Đấy, mấy cái câu cơ bản mình cứ hay làm mãi rồi đấy. Chúng ta sẽ chia sẻ công khai. Đấy, ok. Đặt xong hai cái này nhé. Ok chưa? Tiếp theo là Red Twin. Cái này thì chúng ta Red Twin thôi. Nói chung là chúng ta chỉ theo những cái mạng xã hội và các thứ thôi mọi người nhé, không có gì phức tạp cả. Theo dõi Twitter, Facebook, Telegram, YouTube, Reddit các thứ đấy. Nói chung là chúng ta mỗi cái người sẽ phải có những cái tài khoản mạng xã hội này nhá, LinkedIn này, rồi thôi. Đấy, nó cũng xây dựng khá là quy mô đấy mọi người nhá, cứ thế mà chiến thôi. Rồi ok, tiếp theo là do Reddit. Đấy, các bạn cứ thế mà làm thôi. Rồi rồi, thế là xong mà. Những cái này là mình có sẵn rồi, cho nên là mình login sẵn rồi nha mọi người. Đấy, và đây là mình chỉ cần join thôi, còn bạn nào mà chưa có là các bạn sẽ phải đăng ký nhé. Đây, YouTube cũng thế này. YouTube name này. Rồi, Binance Smart Chain này. Vẫn là ví BEP 20 của mình thôi, dán vào đây thôi. Ok chưa? Tiếp theo là chúng ta sẽ copy lấy link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia các bạn nhé. Như thế là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái dự án này rồi. Thì bạn nào mà chưa theo cái dự án này, chưa đăng ký và chưa làm ấy, thì mọi người đăng ký ủng hộ mình nhé. Coi như là các bạn sẽ phải giới thiệu được một bạn bè
Đấy nhá, thì các bạn sẽ đủ điều kiện tại vì nó yêu cầu 1.200 mà, đây là 1.100 rồi. Đấy, các bạn giới thiệu thêm bạn bè nữa là nhận được 100 nữa là xong, hoặc là các bạn tự rep lấy thì tùy các bạn nhé. Ok, thì các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.